Trong cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta khó tránh khỏi những lúc cảm thấy căng thẳng hay là áp lực. Và những lúc ấy thì không ít người có xu hướng tìm đến các loại đồ ăn thức uống yêu thích với mong muốn là có thể khiến cho tâm trạng tốt hơn. Vâng ạ, và có thể khẳng định là ăn uống cũng là một trong những cách giúp cho chúng ta, tâm trạng của chúng ta cảm thấy tốt hơn khi mà gặp căng thẳng hay là áp lực. Tuy nhiên, nếu lựa chọn các món ăn nhanh, đồ ăn vặt hay là rượu bia thì sẽ không tốt cho trạng thái tinh thần lẫn sức khỏe. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Khi tâm lý căng thẳng, nhiều người có xu hướng tìm đến những món ăn hay đồ uống mà mình yêu thích với suy nghĩ sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Trong đó, không ít người có xu hướng chọn các loại thức ăn nhanh hay tụ tập ăn uống với bạn bè, người thân. Một trong những nguyên nhân chính khiến tâm lý căng thẳng là sự tăng cường hoạt động của hormone cortisol. Đây là loại hormone gây căng thẳng trong cơ thể. Sự gia tăng này có thể gây ra cảm giác thèm ăn không kiểm soát và thúc đẩy sự lựa chọn thực phẩm không lành mạnh. Lúc mà mỗi lần mệt mỏi, căng thẳng thì mình thường uống nước ngọt có ga. Không biết sao mà mình thấy là mình khỏe hơn. Stress thì mình sẽ uống một xíu trà sữa. Chắc là có một tí đồ ngọt thì mình sẽ thấy đỡ hơn. Việc lựa chọn thực phẩm và đồ uống không hợp lý trong thời gian căng thẳng có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Sử dụng rượu bia quá mức có thể dẫn đến tình trạng nghiện và các bệnh lý về gan, tim mạch và tâm thần. Đối với nước ngọt, trà sữa, thức ăn chứa nhiều đường, chất béo với hàm lượng đường cao, không chỉ không giúp giải tỏa căng thẳng mà còn gây ra các vấn đề về sức khỏe như tăng cân, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng đến răng miệng. Ngoài ra, cholesterol cao sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Dư thừa quá nhiều năng lượng làm chúng ta tích lũy mỡ trong cơ thể. Thêm vào đó, căng thẳng nó sẽ tiết ra một cái hormone gọi là hormone cortisol. Thì cái hormone đó sẽ làm cho chúng ta tích lũy mỡ thừa ở vùng trung tâm. Và hậu quả là chúng ta có thể dễ bị thừa cân, béo phì. Lâu ngày dễ dẫn đến tình trạng bệnh lý chuyển hóa giống như là rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc một số bệnh lý tim mạch khác. Để giải quyết tình trạng căng thẳng, stress, việc tìm hiểu và thực hiện một chế độ ăn uống cân đối cực kỳ quan trọng. Thay vì lựa chọn các thực phẩm chứa nhiều đường, caffeine, nước uống năng lượng, chất béo không bão hòa, chúng ta nên tập trung vào việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Kế hoạch ăn uống lành mạnh là bao gồm gì? Bao gồm rau quả, trái cây. Thì trong rau quả, trái cây vừa cung cấp được năng lượng cho mình, vừa nhiều vitamin, khoáng chất cũng như cái chất chống oxy hóa. Thì những cái chất này sẽ giúp chúng ta giảm đi tình trạng căng thẳng. Ngoài ra, một số nghiên cứu thấy rằng trong bữa ăn của mình, nhiều các loại chất béo không bão hòa, giống như là các loại có nhiều cá béo, ví dụ như là cá hồi, cá thu, cá trích, hoặc là các loại hạt có dầu như là hạt bí, hạt điều, hạnh nhân, ốc chó, mắc ca, v.v. Thì những cái chất béo chưa bão hòa đó sẽ giúp cho cơ thể giảm cái tình trạng phản ứng stress trong cơ thể. Chúng ta cần lưu ý không nên tạo cho mình thói quen khi tâm lý bất ổn sẽ tìm đến việc ăn uống, mà thay vào đó hãy rèn luyện lối sống lành mạnh với những thói quen tốt như thực hành các phương pháp giảm căng thẳng thông qua việc tập yoga, thiền định hoặc tập thể dục thường xuyên. Đây là những lựa chọn hợp lý để giảm bớt áp lực và duy trì trạng thái tinh thần tốt.